Bây giờ là 9 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12 năm 2018 thì tại trên màn hình của quý vị đây chúng tôi đang giới thiệu một bộ bàn ghế Minh Quốc Đào cột 12. Bộ này thì của một anh khách hàng ở cũng gần cơ sở sản xuất chúng tôi. Chất liệu là bằng gỗ xe gừng. Đây, hiện tại là chúng tôi vừa phun màu xong chuẩn bị sơn bóng PU đây. Hoàn thiện phần phun màu ở đây và chuẩn bị nó đem vào sẽ sơn bóng. Trước khi phun bóng thì tôi sẽ quay qua cho mọi người cùng tham khảo về kiểu dáng thì là cực kỳ là bệ vệ và trông là chắc chắn, và đường nét chi tiết thì cực kỳ dẻo và thanh thoát, nên đục chạm thì vô cùng sắc nét. Vân gỗ tự nhiên cũng rất là đẹp. Đây là hình ảnh của chiếc văng dài. Tổng thể của chiếc văng dài đây. Về mẫu ghế này thì trên thị trường thì tôi khẳng định luôn là không có thể cơ sở nào có những mẫu ghế như này, mà chỉ có độc quyền của chúng tôi có những mẫu ghế như này thôi. Từ mẫu mã cho đến kiểu dáng ghế và trên thị trường thì tôi khẳng định luôn là không có cơ sở nào có thể làm giống như này cả. Bên này là hai chiếc ghế nhỏ. Chúng tôi thì đục chạm sắc nét từ chân, từ phần chân luôn. Đây, từ phần chân. Đây là chiếc ghế nhỏ thứ hai đây. Nhìn tổng thể chiếc ghế vô cùng là chắc chắn. Về đường nét chi tiết đục chạm thì đây quý vị có thể chiêm ngưỡng đây. Còn bên này là chiếc bàn ở bên đôn trà. Hàng rất là đẹp. Chương ghế là đục chạm chương đào, gọi là Minh Quốc Đào. Mọi người ai có nhu cầu mà muốn sở hữu những sản phẩm như thế này thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 806, hoặc là truy cập vào website đogỗtung8.com. Rất cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác. Video thì tôi đang quay trực tiếp tại xưởng phun sơn của chúng tôi đây.